Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm video để phục vụ cho dòng bồ câu thượng lưu. Đó là dòng chim bồ câu Mỹ nhé. Thì cái nội dung mà mình sẽ làm hôm nay đó là cho chim bồ câu gà Mỹ ăn gì nhanh đẻ. Tại vì chim bồ câu gà Mỹ á, thì nó mang một cái tiếng xấu mọi người. Mình cũng không hiểu tại sao nó mang một cái tiếng xấu như vậy. Đó là chim bồ câu gà Mỹ đẻ thưa và rất là lâu đẻ và nuôi con không khéo. Và mình đã làm video nhiều lần nói về cái dòng chim bồ câu này rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người luôn. Đó là để con nuôi con chim bồ câu gà Mỹ thành công và để nó nhanh đẻ và nuôi con tốt thì mình sẽ làm nó như thế nào. Thì đầu tiên để cho con chim bồ câu gà Mỹ nhanh đẻ thì đầu tiên là phải nói về cám đã. Cái này là mình không có phối hợp quảng cáo công ty bán cám nha mọi người nhé. Mình không có bán cám gì ở đây cả. Đây là mình chỉ có trao đổi kinh nghiệm và truyền đi những cái gì mà mình biết trong cái việc nuôi chim bồ câu để chúng ta cùng có những cái cặp chim chất lượng thôi. Đây là cám nha. Mọi người phải lưu ý rằng muốn con chim bồ câu gà Mỹ mà nhanh đẻ thì chắc chắn rằng nó phải ăn cám gà đẻ. Mọi người lầm tưởng rằng cứ nuôi con gì nó phải béo tốt, nó sẽ nhanh đẻ. Nhưng mà không phải đâu nhé. Ở riêng con chim bồ câu gà Mỹ nó mập quá, nó to quá, đồng nghĩa với việc không đẻ. Thì mọi người phải cho nó ăn cám gà đẻ trộn với bắp. Mọi người chỉ cần trộn với bắp thôi. Tại vì nhiều người nói mình rằng một số những nơi nuôi chim bồ câu này cho ăn đậu đen, cho ăn đậu xanh, cho ăn đậu nành, cho ăn lúa mạch, cho ăn lúa mì, cho ăn tùm lum thứ ở trên đời này. Nhưng mà đó là những người họ nuôi khoảng 1-2 cặp nuôi chơi thôi. Chứ nếu mà nuôi chim bồ câu mà để nhanh đẻ, mà để chất lượng, mà cái chi phí thức ăn mà tối ưu nhất là chỉ có cám gà đẻ trộn với bắp thôi. Mình không cần lúa mì, lúa mạch gì ở đây hết. Lúa mì, lúa mạch là cái giai đoạn hồi xưa mà dễ nhập những cái loại đó về thôi. Còn bây giờ là cứ bắp là trên hết mọi người. Và bắp là tối ưu tất cả những cái loại kia lại luôn. Và nó dồn trong hạt bắp, mọi người thấy hay không? Và ở Việt Nam mình bắp thì quá dễ dàng kiếm rồi. Ở khu vực Tây Nguyên của mình thì trồng rất nhiều bắp. Đến mùa thì mình có thể đến tận nhà mình thu mua luôn. Bắp tươi rất nhiều, hoặc là mà mua bắp khô. Nhưng mà mọi người cứ cho nó ăn cám gà đẻ trộn với bắp. Đây. Còn cám gà đẻ loại gì á, thì mình không có tiện nói ở đây. Nếu mà tiện không nếu mà nói ở đây thì chẳng hóa ra là mình đi PR cho các loại cám đó thì không hay. Nên là mọi người mà muốn biết loại cám gì ấy, mọi người cứ để lại comment ở bên dưới ấy, thì mình sẽ trả lời chung cho mọi người cái loại cám đó, là nhắn tin riêng cho mình trên cái số điện thoại mình để ở trên kênh nhé. Thì cứ kết nối mình có Zalo số đó thì mình sẽ hướng dẫn trả lời cho mọi người luôn. Thì để con chim bồ câu gà Mỹ á, nó nhanh đẻ thì mọi người cứ cho ăn cám gà đẻ trộn với bắp thì đảm bảo mọi người rất nhanh đẻ thôi. Còn con chim bồ câu gà Mỹ á, nó mọi người lưu ý rằng khi mà mình nhốt chuồng như này, không nhốt quần thể nhá, thì đối với những cái cặp mà đang sinh sản như này thì mình phải làm cái ổ đẻ thật to và để chệt xuống đất luôn và cố định nó lại, không có gác cao nha. Nhưng mà phải làm ổ đẻ thật to và cái chuồng thật to như thế này thì con chim bồ câu Mỹ cực kỳ nhanh đẻ. Và bồ câu gà Mỹ nó mang một cái tiếng xấu nữa là chăm con không tốt. Nhưng mà cho mọi người xem luôn này, bồ con này, cặp này nó đang nuôi 3 con luôn nha. Nó đang nuôi 3 con ở bên trong luôn. Để mình luôn nó đây cho mọi người xem. Đây, nó đang nuôi 3 con ở bên dưới nha mọi người. Đấy, mình thấy 3 con không? Nên là mình nghĩ rằng cái việc mà chim bồ câu nó nuôi con tốt hay không á, đó là do cái kỹ thuật mọi người nuôi. Còn đây là những cặp sinh sản nha. Cặp này thì mới đẻ một trứng này. Thì tầm ngày hôm nay là nó sẽ đẻ lại thôi.
Đây là bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ nha. Và bọn này là bọn ở tầm khoảng 6 đến 7 tháng tuổi và đẻ được một số lứa đầu tiên rồi. Đây, con thì nó cũng trung bình thôi, chưa có đạt full trọng lượng của nó, nhưng mà đang đẻ rất là tốt. Và những cái lứa đầu tiên của nó là đều là nở rất là ok nha mọi người. Cái màu này thì cái màu sung sướng nhất rồi, rất là nhiều người chọn mua. Và thường mình thường xuyên xuất chim bồ câu gà Mỹ đi á, những cái lồng trống ở dưới là mình cũng mới xuất và bán đi mọi người. Và chim bồ câu gà Mỹ khi mà nó nở con ra thì nó sẽ gắp trứng, nó vứt xuống dưới này này, gắp trứng nó vứt xuống dưới này nha. Thì mình sẽ nói thêm về cái việc mà tại sao mọi người nuôi chim bồ câu á, mà nó bồ câu gà Mỹ mà nó không đẻ hoặc là nó nuôi con kém á, thì mình nghĩ rằng có một số những cái nguyên nhân sau đây. Mình khi mà mình vạch ra được nguyên nhân thì mình sẽ có cái hướng giải quyết cho mọi người. Đó là cái kích thước chuồng nhỏ, là với lại thứ hai là ăn sai loại cám. Thì chủ yếu là hai nguyên nhân này, nếu mà mọi người khắc phục được á, thì cái cặp chim bồ câu gà Mỹ của mọi người nuôi con cực kỳ tốt luôn. Như đây cho mọi người xem cặp này này. Cặp này là đang mình cho nó nuôi một con chim bồ câu Thái và một con chim bồ câu của bọn nó luôn, chim bồ câu con của tụi nó luôn, nuôi con cực kỳ tốt nha. Mọi người thấy to không? Bọn này là mình chuẩn bị tách được rồi đó. Rồi chim bồ câu bố mẹ này, mọi người thấy màu lông đẹp không? Những cặp chim bồ câu Mỹ màu nâu đỏ ở trại mình rất là thích. Còn ở dưới là màu vàng rơm này, ở dưới là màu vàng rơm nha mọi người. Cái con của tụi nó là mới nở đấy. Đây này, cho mọi người xem này, những con mới nở của tụi nó là sao nhé. Đây này, đây mới nở một con này, cho nó ấp 3 trứng luôn đấy. Đang cho ấp 3 trứng luôn đấy. Đó, 3 trứng luôn. Rồi. Còn đây là chim bồ câu gà Mỹ màu trắng tinh khôi. Cặp này thì rất vừa to lại vừa đẹp, còn đẻ tốt nữa. Nó đẻ trứng rồi đó, nhưng mà mình muốn cho nó đẻ nhanh trở lại nên mình không cho nó ấp trứng, và mình sử dụng máy ấp trứng nha. Mình cho nó vào máy ấp trứng rồi đó. Cặp này thì cực đẹp. Cặp này thì giá nó hơi cao một tí nha. Thì khi mà nuôi chim bồ câu gà Mỹ thì mọi người chỉ cần đáp ứng cho mình những cái kỹ thuật đó thôi, thì mình đảm bảo 100% với mọi người luôn. Đó là những con chim bồ câu gà Mỹ mọi người nuôi nó sẽ đẻ rất tốt và nuôi con cực kỳ ok. Và mọi người cứ áp dụng những cái kinh nghiệm của mình khi mà mọi người nuôi chim bồ câu đi. Mình nghĩ rằng nó sẽ rất hiệu quả đối với những người mà mới tập nuôi chim bồ câu, hoặc là những ai mà nuôi chim bồ câu nhưng mà nó gặp trục trặc ở một số vấn đề nào đó, thì mọi người cứ làm theo đi, nó rất là hữu ích cho mọi người đấy. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.